Vô đây bơ bằng Dạ 11 ra 17 là 10 ra dạ, vô dạ nói một đây tiếng. chớ cứu con chim nhạn bị dây trăm thành. Các anh ơi đứng hoài sao đành dẹt dây tư phía mà không vào thành để cứu em phan hô lại mình hò lên hơ lên hơ lên mấy anh không biết hơ gì đó hát vậy là mấy anh vô Còn hôm bữa đó cô hát cái bài gì gò cỏ mình thấy cũng quay rồi đó, cái gì đó về gò cỏ tiếng chim ríu rít gì đó, cái bài gì cô hát đó, bà gì quên bài gì mất hôm về ai về gò cỏ mà xe mà chơi đó, cái gì tiếng chim ríu rít gì đó, ở ngay tiếng cái bò sao không à không cái gò cỏ gì đó, gò cỏ ơi gì đó gò cỏ ơi tao quý tao yêu à, ơi đúng rồi cái bài đó bây giờ hát bài đó ai à, cái bài đó là hát rầu mà hát gì cái nữa bài đó lâu rồi hát gần như gành đá nó thôi, có vẻ nó khó hơn á. cái đó Đầu tiên là là gì ha? cái đó là Ơi đúng người không? người Cô ơi. con người người con gò cáo À đúng rồi là bà người cô con sống cả à đúng rồi bà đó cô sáng tác. người con sống cả Ừ. anh lại về thăm quê hương gò cỏ thăm đồng bào thăm ngọn cỏ cành cây sinh anh ra trên mảnh đất này hôm nay về lại chính ngày quê mình mặt trời hé anh bình minh thăm tình nạn nghĩa thăm lời dân ở tam đi xa cũng nhớ quê nhà nhớ lời ru của mẹ hát dặm cam bài tròi nhớ ngày kháng chiến gian nan đó cơm khắc nước lạc đàn mẹ con quê hương khói lửa ngập tràn đàn bom dài xéo xóm làng điêu linh hôm nay đất nước yên bình nhân dân ta sống vương mình đi lên muôn cho kinh tế vững bền phải làm du lịch để đi lên với đời con cháu sinh sống khắp nơi nghe tin quê mẹ sáng ngời trong tam cùng nhau về lại quê nhà để thăm xứ sở ông bà của ta bây giờ du lịch mở ra có công có việc cho dân tam để làm gò cò ơi gò cò ơi ta quý ta yêu bao nhiêu đời mới gặp cánh diều bay lên niềm vui khôn xiết ngập tràn quê cha đất mẹ đường làng mở ra hỏi bài chòi vừa hát vừa ca hô lô tô bán vé khách chợ quan rộn ràng xuống về én liền chim sang quê hương đổi mới Dạ. ngày càng đi lên.